Chào các bạn, tôi là bác sĩ y học cổ truyền Lê Hải, chuyên gia đào tạo massage và trị liệu tự nhiên. Thì hiện nay thì đang rất nhiều người đang có mong muốn là có thể là tự chữa bệnh, tự giúp cho các người thân trong gia đình của mình cũng như là chính bản thân mình có được một cuộc sống khỏe mạnh hơn, bền vững hơn ngay tại chính trong gia đình của mình. Chính vì thế mà sau rất là nhiều các khóa đào tạo trực tiếp thì hôm nay Lê Hải mới có quyết tâm là sẽ đem cái khoa học này lên online và để giúp cho ngày càng nhiều người hơn có thể là được học được những kiến thức, những kỹ năng vô cùng quý giá. Các bạn sẽ được học cách để chăm sóc người thân bằng phương pháp massage một cách bài bản và chuẩn mực nhất. Không những thế, còn có rất nhiều các cái bài tự massage để các bạn có thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình ngay khi các bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Những bài vô cùng bổ ích và dễ làm, và các bạn chắc chắn sẽ có được sự thoải mái ngay sau chỉ vài phút massage thôi. Thì ngoài ra còn một phần nữa mà rất nhiều các học viên yêu cầu mình chia sẻ, đó chính là làm sao để dạy cho các cái cặp vợ chồng có thể là biết cách để mà chăm sóc sức khỏe về mặt tình dục, để cho các cặp vợ chồng có thể yêu nhau được lâu hơn, được dài hơn và có khả năng phục hồi sức khỏe sau các cái chuyện yêu đó được nhanh hơn. Chính vì thế mà trong cái chương trình các bạn sẽ có được một kiến thức vô cùng toàn diện, ngoài việc là biết cách chăm sóc người thân, biết cách chăm sóc bản thân, biết các cái bài tập luyện, các bạn sẽ còn được biết những cái bí kíp, những cái phương pháp để giữ gìn sức khỏe theo phương pháp cổ truyền của người xưa. Và Lê Hải hy vọng rằng với tất cả những kiến thức đó thì sẽ đem đến cho gia đình của các bạn, những người thân của các bạn một cái sức khỏe một cách nó trọn vẹn, một cách đầy đủ. Và nào, các bạn hãy cùng với Lê Hải, chúng ta cùng tham gia cái khóa học này, cùng trải nghiệm, cùng tiếp thu và cùng nhận lấy những cái kiến thức, những cái kỹ năng tuyệt vời để các bạn có thể đem đến sức khỏe cho bản thân và cho tất cả các thành viên trong gia đình các bạn.